qua Rumi Diệu Kỳ Duyên, ai ngờ bị nắm áo. Dạ thưa thầy, kính thầy theo lời mời của sư Thanh Tâm và thấy lớp học cũng rất là quan hỷ, Nguyên Như xin kính thầy giảng cho chúng con một cái bài học cho buổi tối hôm nay thưa thầy. Nếu mà thầy đồng ý thì xin thầy cho tín hiệu để Nguyên Như thỉnh pháp sư ạ. Sa thú rồi, thầy kinh đeo kiếng lên bục rồi kìa quý vị. Xin mời quý vị lắng lòng thanh tịnh cùng với những Nguyên Như thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tu sam ma sam bua tha sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tu sam ma sam bua tha sa nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tu sam ma sam bua tha sa. Brahmacha lokati pati saham pati katan jali antiwarang aya jatha santi thasan tarachakati ka de se tu thammang anukambimang bajang san tham ma phê rin quy nha danh cha ca văn su tăng cha ban thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu san cha đành đăng bắp bồ tha này về ba rì xa và mạnh chê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phân nhầm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhâm vương lộc giả ngày dời trường sang thuyết phàm độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được đếm vị hơn hữu dư niết bàn rồi từ đó mang giáo 45 hạ gia toàn một lòng chẳng quy không mò những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cẩm đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Kha Giác và Nguyên Như xin kính thay mặt đạo tràng xin kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để thuyết pháp cho chúng con bài học buổi tối hôm nay và con xin dâng bích lại cho thầy ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Dạ, alo nghe mà, alo. Dạ, dạ cảm ơn quý. Dạ, kính lễ sư Thanh Tâm, dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong room. Dạ, thân chào tất cả quý vị. Nghe vô tính ngồi nghe ké chứ bị bắt cóc luôn à. Bữa hôm qua sư Pháp Thanh giảng rồi sao bữa hôm qua không không thấy luôn rồi bữa nay cũng thấy luôn. Coi như trong tuần coi như không ai hết, ngày mai cũng không có ai luôn. À, rồi vậy thôi cũng cũng có cái duyên sự như vậy thì do mấy bữa trước á có người hỏi chúng tôi về cách về thiền tâm tư. Kia chúng ta đưa cho cái bài để mà đọc bài thiền tâm tư đó. Thì tôi mới sẵn dịp đó, mình soạn cái bài đó luôn à, thì cũng vừa soạn sơ sơ xong rồi sẵn dịp mà cũng vừa phát bảo đến tất cả các quý vị về đề mục thiền tâm tư. Thì trước khi vào coi như là buổi học ha, giống như bài học luôn ha, mình học luôn đây ha. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Sa Nam mô ta sa pha ga wa tô a ra ha tô sa ma sa bồ tát sa
Nam mô ta sa pa ga va to a ra ga to sa ma sa mu ta sa. Nam mô ta ya, nam mô tham ma ya, nam mô sa. Dạ, kính thưa quý vị. Hôm nay hữu duyên à, chúng tôi gửi đến quý vị một cái bài bài học về thiền, về tâm từ. À, mình đọc này, lấy cái từ cái chữ Bali ha. Metta Phāvana, thiền tâm từ. Cho Nguyễn làm ghi bài đi ha, làm người ghi bài đi cho quý vị. Metta Phāvana. Rồi à, từ cái chữ này Maitri tức là tiếng tiếng Sanskrit đồng nghĩa với chữ Metta à, là à, hai chữ này đồng nghĩa với nhau à, thì tiếng Anh mình kêu là loving kindness là tâm từ. Rồi bây giờ cái chữ mà Phāvana đó, chữ Phāvana ghi cái chữ ra Phāvana có nghĩa là phát triển hay là trau dồi tâm, phát triển hay trau dồi tâm. Phải pháp thực hành nhằm rèn luyện tâm. Pháp thực hành nhằm rèn luyện tâm. Rồi như vậy metta phāvana thì có nghĩa là cái pháp mà để mình thực hành để mình rèn luyện cái tâm từ của mình à, rèn luyện cái tâm mình à, cho nó trở nên tâm từ được phát triển tốt đẹp thì được gọi là metta phāvana à, lấy nghĩa trước tiên chúng ta phải nắm cái nghĩa này vậy, tức là cái pháp này để mà rèn luyện để mà thực hành để mà làm cho cái tâm mình được phát triển về cái tâm từ. Được chưa? Rồi vào cái gốc của cái tâm từ trước khi nó phát thành một tâm từ hoàn hảo đó, thì nó là từ cái nhân vô sân à, thì mình ghi là nhân vô sân hai chấm nhân vô sân gốc từ nhân vô sân à, xuống dòng tứ ý nghĩa của cái nhân vô sân này tức là mình phải hiểu được cái ý nghĩa của nó như thế nào. Tứ ý nghĩa một trạng thái thứ nghĩa một trạng thái hai chấm không tàn hại không độc không đối kháng không tàn hại không độc không đối kháng đó là cái trạng thái của cái tâm sở vô sân là nhân vô sân không tàn hại không độc không đối kháng. Rồi số 2 là phận sự, phận sự của nó là xua đuổi sự tàn hại, xua đuổi sự tàn hại, tránh xa sự sát hại, xua đuổi sự nóng nảy à, nó nhiều cái nghĩa vậy phải không, là xua đuổi sự tàn hại, tránh xa sự sát hại, xua đuổi sự nóng nảy. Tức là cái phận sự nó làm phận sự đó nó xua đuổi những cái sự tai hại tàn hại và nó xua đuổi luôn cả cái sự nóng nảy là cái phận sự của nó. Rồi số 3 sự thành tựu, sự thành tựu hiện khởi sự êm dịu mát mẻ, hiện khởi sự êm dịu mát mẻ. Hiện khởi sự êm dịu mát mẻ và sự thành tựu của nó à, tức là khi mà cái tâm nhân vô sân này nó thành tựu nó làm cho cái tâm mình trở nên êm dịu, tâm mình nó được mát mẻ à, thì như vậy đó là một cái trạng thái tâm rất là tuyệt vời ha. Rồi cái nhân gần số 4 là cái nhân 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 cần thiết ha. Số 4 là nhân cần thiết
khéo tác ý, nhưng cần thiết khéo tác ý. Yoniso Manasika đó, khéo tác ý. À, như vậy trước khi chúng ta muốn thành tựu được cái tâm từ, chúng ta phải hiểu được trạng thái của cái gốc của nó, tức là từ cái nhân vô sân, tức là cái trạng thái là không có tàn hại, không độc, không đối kháng, và cái phận sự của cái nhân vô sân này là nó xua đuổi, nó lại đẩy ra, đẩy tan, đánh tan cái sự tàn hại, và nó làm cho cái sự nóng nảy được biến mất, xua đuổi sự bị nóng nảy. Và thành tựu nó làm cho cái tâm và tâm sở của mình được mát mẻ, được êm dịu, được là tốt đẹp. Và muốn có được những cái sự này, chúng ta cần phải có một cái sự khéo léo tác ý. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nắm trước cơ bản của ha. Rồi bây giờ muốn có một được cái sự tác ý khéo thì chúng ta như thế nào? Rồi bây giờ quý vị xuống dòng ha, ghi chữ trước tiên hai chấm. Trước tiên hai chấm. Gạch đầu dòng ha, xuống dòng, gạch đầu dòng. Quán sát sự nguy hiểm của tâm sân. Quán sát sự nguy hiểm của tâm sân. Rồi. Xuống dòng, gạch đầu dòng. Tâm sân là kẻ thù trực tiếp của tâm. Tâm sân là kẻ thù tiếp của tâm từ. Dòng. Hành pháp nhẫn nại. Hành pháp nhẫn nại. Đó, tức là trước tiên chúng ta muốn có đi vào, vào cái trong bộ của tâm từ, trước tiên chúng ta phải có một cái sự hiểu biết, một cái sự hiểu được những cái pháp này, tức là mình có cái khéo cái hiểm của, bởi vì cái tâm là cái tâm mà phá, cái tâm là phá hủy, một cái tâm gây tổn hại là một cái trạng thái mà nó luôn là thiêu đốt, nó làm hủy diệt thiêu đốt của cái tâm của mình, cho nên mình phải luôn luôn phải suy xét trước khi mình đi vào tu tập về tâm từ, thì mình phải suy xét cái đối thủ đó. Cái đối thủ nó chính là cái tâm sân, là sự nguy hiểm tàn phá. Rồi tâm sân nó chính nguồn trực tiếp của tâm từ, mình phải hiểu thực thực chất như vậy. Chúng ta phải có cái sự vấn đề này để cho cái tâm mình nó biết được, nó tác ý và xả là muốn hiện được cái này nữa, được tốt đẹp nữa, chúng ta ngại phải có tính chịu đựng trong những đường tu tập. Giống như Đức Phật đã dạy là không pháp nào cao hơn nhẫn nhục, và không có niết bàn nào mà cao hơn kham nhẫn. Bây giờ nghe còn dễ sợ, tức là cái sự kham nhẫn rất là cao đẳng, rất là tuyệt vời. Cho nên Đức Phật là tuyên bố cái câu là không có pháp nào cao hơn nhẫn nhục, và không có niết bàn nào cao hơn kham nhẫn. Cho nên nếu mà chúng ta muốn chứng ngộ được các pháp thượng nhân, nếu mà muốn thực hiện như vậy, chúng ta không thể nào thiếu cái pháp nhẫn này được. Cho nên là phải cái sự nắm bắt, sự hiểu biết, sự tác ý khéo trong tâm mình những cái pháp này. Được như vậy, mình nắm được đầu tiên, mình quét dọn sạch sẽ cái con đường để mình đi tới cao thượng. Thì chúng ta phải biết quan sát sự nguy hiểm của tâm sân, biết rõ tâm sân nó chính là kẻ thù trực tiếp và luôn luôn chịu đựng. Đó là cái tiên. Giờ mình xuống là bước khởi đầu, bắt đầu đi vào trong vấn đề khởi đầu. Khởi đầu xuống dòng, nên rải không nên rải là cái chủ đề ha, nên rải không nên rải.
bước lại, nên trái không nên đãi. Tức là cái chủ đề này nói lên cái những cái đối tượng nào mình nên rải tâm từ, nên tu tập về tâm từ, những đối không nên rải tâm từ. À, cho nên là phải biết trước ngay vấn đề này một cách rằng nào nên rải và đối tượng nào không nên rải. Rồi bây giờ xuống dòng không nên rải là chấm, không nên rải. À, lớn không nên rải xuống dòng. Sáu hạng người sau đây, hai chấm, sáu hạng người sau đây, sáu hạng người sau đây xuống dòng. A nhỏ, người ghét hay có ác cảm sẵn, đó là người thứ nhất. Người ghét hay người có ác cảm sẵn. Rồi, B là người yêu mến. Người yêu mến. C, A, B, C ha, C. Người không ưa, không ghét. Người không ưa, không ghét. D, người thù. D là người thù. E, sẽ là E, I, E, người khác phái. Người khác. F, người đã chết. Người đã chết. Đó là sáu hạng người không nên rải. À, trong bước đầu mình tu tập mình không nên rải tâm từ sáu hạng người này. Cái gì thứ nhất, cái người hay là người mình có ác cảm thì khi mình nghĩ tới họ là cái tâm mình nó phiền não liền. À, mình nghĩ tới họ mình lấy đối tượng đó mình là để rải tâm từ thì cái tâm mình chắc chắn nó sẽ rất là mệt mỏi, không rất là mệt và rất là phiền não. Cho nên người ghét không nên lấy đối tượng đó để mà tu tập là trong những lúc đầu, lúc mình luyện. Đó là cái vấn đề mà tại sao người ghét có ác cảm là không không nên rải tâm từ với người đó. Quý vị nắm à, tức là riêng mà người mình ghét là mình không có nên lấy cái đó làm đối tượng. Một rồi, cái người yêu mến tức là người mà mình yêu, người mình lấy nó làm đối tượng thì mình mà nghĩ tới người đó mình rải tâm từ nó có thành tâm thành đó, mình sẽ luyến ái người đó, sẽ dính người đó, mình khó người đó là không phải là người mình yêu mến, là người dân đó. Cho nên khi mình cái người yêu mến này mình cũng không thể lấy làm để mà tu tập tâm từ. Đó là cái vấn đề tại sao không nên rải đến người yêu mến. Rồi, C là người không ưa không ghét. Mình thương thì không thương, ghét thì không ghét, người nếu người lạ mà không thương ghét mình lấy cái đối tượng này về tâm từ thì mình không thể xếp người đó vào cái người mà để mình có thể mà kính trọng, để mà mình có thể mà rải từ được. Cho nên cái người mà người dân nước lạ thương không ghét thì mình không thể xếp vào cái hạng người khả kính để mà mình có thể mà lấy đó làm đối tượng mà mình luyện tâm từ. Cho nên cái người C này đó, người thứ ba cũng không làm đối tượng được, không nên tôi lấy làm tu tập để mình phải tâm từ. Rồi cái D là người thứ tư, người thù, tức là người thù lại càng không được nữa. Giống như mình thù cái người nào đó, giờ mình nghĩ tới người đó là tâm sân mình nổi liền, khó mà chúng ta được cái tâm từ. Cho nên người thù thì lúc ban đầu chúng ta không thể nào lấy người thù để mình làm cái đối tượng để mình nghĩ là mình phải thương yêu mình. Này chuyện này không thể làm được trong những người mà
chưa được như vậy, cái năm tư không thể làm được đâu. Cái người thu cũng là người không nên lấy đối tượng là tu tập. Rồi tới người khác phái, là người thứ năm là người khác phái, người khác càng nguy hiểm đó. À, mình lấy người khác phái mình làm đối tượng, mình nghĩ tới là trục nó phát sanh, sanh trầm trọng luôn ha. Thì nó không thể nào mà lấy người khác phái để mà tu tập, để mà rải tâm từ được. À, từ cái tâm từ nó biến qua tâm tham ái, rồi nó biến qua dục ái này kia. À, thì không thể nào lấy người khác phái mà làm đối tượng để mà tu tập tâm từ. Và cuối cùng thứ sáu là người đã chết. Thì khi người chết rồi, chúng ta không thể nào mà lấy cái đối tượng làm được. À, người đó không còn có cảm xúc, không có cảm giác như là cái xác ha. Và chúng ta lấy cái đối tượng đó mình tu tập, thứ nhất là phát sinh cái sự sợ hãi, hoặc là nó lấy đối tượng đó mình khó mà phát triển được cái sự tu tập của mình. Cho nên như vậy, sáu hạng người không nên làm đối tượng để mà rải tâm từ, à, là người ghét hay người có ác cảm, người yêu mến, người mà không ưa không ghét, hoặc là người mà mình thù, người khác phái và người đã chết, thì không thể nào sử dụng được. Những đối tượng này không sử dụng được. À, vì cần phải nắm bắt những vấn đề này. À, giống như mình mà có một cái sơ đồ trước để mình biết cái gì cần phải làm, cái gì mà không nên làm. À, đó là cái vấn đề đầu tiên bước vào cái vấn đề tu tập về tâm từ, và phải hiểu được vấn đề này. À, quý vị nắm được không? Alo, cho ba biết đi. Alo. Ok ha. Nghe rõ ràng hết không? Nghe nắm hết không? Rồi, xuống dòng tới B. Nãy là A lớn, bây giờ B lớn. Và nên rải. Nên rải. Cũng có 6 hàng người. Nên rải, có 6 hàng người. Rồi, sang người xuống dòng A nhỏ. Chính mình. À, là chính mình. Chính mình chứ. Chính mình. Rồi, B là bậc đa văn khả kính. Bậc đa văn khả kính. Bậc giáo thọ sư. Vân vân. À. Rồi, đúng rồi ha. Rồi C là người bạn mình rất yêu mến. Người bạn rất yêu mến. Ở ngoặc đồng phái. Đóng ngoặc là ha. Tức là cùng phái nha. Người bạn rất yêu mến, đồng phái. Rồi D là người dửng dưng. Xem như người bạn yêu mến. Người dưỡng dưng xem như người bạn yêu mến. Rồi. E là người thù. E là người thù. Xem như không thù. Người thù xem như không thù. Rồi, đó là thì chút đây đã giảng cái đấy ha. Người thù xem như không thù. Được chưa? Rồi, bây giờ trong 6 hạng người mình nên rải, trước tiên á là mình phải tập chính mình. À, đây là cái đặc biệt cho mình muốn tu tập tâm từ, trước tiên á mình không thể nào mình rải cho người khác được đó. Bởi vì mình phải giống như là mình muốn làm cái gì mình phải có vốn. Sáng nó sáng mà. Đây. Mấy rồi? 1, 2 6, sẽ mất hình cái này. Ủa sao mà, không biết bài đâu mà nhảy đâu mất rồi. Đang để coi lại. Thì cái chính mình đó phải không? Chính mình là mới bật đa văn, bật cái kia. Mục B, bật B, bật đa văn. Bậc đa văn khả kính,
một rồi ở bậc giáo thọ sư cho bỏ xuống chứ lộn, sorry, bậc giáo thọ sư tức là bậc thầy của mình á, bậc người thầy của mình đó. Cái đó khác lộn, sorry. Bậc giáo thọ sư tức là bậc thầy á, người già người thầy của mình á. Rồi, bỏ nó xuống làm hai đi ha, sửa lại một xíu ha. Rồi như vậy chúng ta thấy là có sáu hạng người mà khuyên mình nên lấy làm đối tượng để mà tụ tập. Thứ nhất là chính mình, đây là ta luyện tâm từ trước tiên, mà phải luyện cho chính mình, tức là mình phải lấy mình làm đối tượng chứ mình không thể nào khác, vì mình phải tập. Đây mình đang bước đầu mình tập mà, thì mình tập là làm thế nào để cho cái tâm mình có phát triển được cái lòng từ trước đã. Bởi vì không thì dễ gì chúng ta có được cái tâm từ đâu, mình phải có một cái sự tu tập huấn luyện. Cũng giống như giờ mình muốn làm ăn gì mình có vốn mới ra mới đầu tư mới làm này làm kia được. Còn giờ mình không có làm sao mình đi rải cho người này kia. Cho nên trước tiên mình phải tập cho mình trước, tức là mình lấy mình làm đối tượng, lấy chính mình làm đối tượng. Mình nguyện, mình mong rằng cho ta được an vui, mong cho ta được an lạc, thoát khỏi những khổ ách, hoặc là mình mong cho rằng cho ta được thoát khỏi hận thù buồn khổ, lo âu, sống hạnh phúc, vân vân. Thì mình nguyện mình mỗi mình ngồi thiền mình đọc về, mình niệm như vậy, đọc rồi mình luyện luyện cho chính mình, bản thân mình lấy mình làm đối tượng. Mình lấy mình làm đối tượng, mình cứ tu tập vậy, mình có đối tượng là chính mình. Thì mình mà thương mình thì là chuyện đó, là chuyện nó dễ. Mình có cái tâm từ đối với mình thì chuyện đó nó dễ phát sinh. Cho nên đây là cái đối tượng đầu tiên là lấy để mà tu tập, để phát triển lòng từ. Nên nhớ là đây là cái bước đầu chúng ta phải làm vậy, không thể nào mà đi vượt bậc được, không thể nào chúng ta nhảy nhảy là nhảy cốc được ha. Cho nên trước tiên chính mình, và cái điều quan trọng là khi mình lấy chính mình tu tập, quý vị nên biết là mặc dù nó dễ phát triển nhưng mà nó không thể nào mà đi vào tới cận định được, không thể nào đi vô cận định hoặc là đắc định được, bởi vì chính mình thì cái tâm trong ai ta nói cái vấn đề này rất khó, mà chính bản thân mình khó mình đi vô cận định được. Cho nên để mượn nó làm giống như là cái bước đầu tiên để cho cái tâm mình phát triển được lớn mạnh, rồi từ đó mình mới đi lần lần xa hơn. Cái bước đầu lấy chính mình thì rất là khó để mà đắc định, nhưng mà nó phát triển được là cái tâm mình bắt đầu từ từ nó phát triển được cái lòng từ được. Cho nên đúng là xa thôi, dùng chữ cũng hay ha, làm đà. Rồi đó là chính mình. Rồi cái thứ hai là bậc đa văn khả kính, tức là cái bậc mà có học, có những cái bậc mà trí tuệ, những cái bậc mà thánh nhân, những cái bậc mà mình tôn kính, những bậc thầy, những vị thiền sư, những vị mà tu hành là lỗi lạc, những vị tu cao đức trọng, mình lấy những cái bậc đó mình làm đối tượng thì những bậc này nó dễ. Những bậc này mình đã khả kính rồi thì mình lấy đó làm đối tượng, thì mình dùng đối tượng đó mình rải tâm từ thì nó dễ. Đó là khi mình qua được cái giai đoạn thứ nhất chính mình, thời gian mình tu tập, thời gian cảm thấy phát triển được rồi đó, rồi mình mới qua cái thứ hai, chứ không phải mình mới xíu mình nhảy qua liền được. Khi mình đối tượng chính mình xong, mình nhảy qua cái bậc thứ hai đa văn khả kính, rồi mình tu đa văn khả kính rồi mình luyện tới luyện luôn cái phát triển được đó. Thì mình nhảy qua tới bậc thầy của mình, bậc chính là bậc giáo thọ sư của mình, bậc thầy mà người đã dạy cho mình. Mình lấy đối tượng đó mình luyện tập từ nó dễ phát triển. Mình cũng rải tâm từ đến những vị đó theo như cái cách mà mình hay đọc trong kinh đó, mong rằng cho tôi được hạnh phúc, được an vui, thì mình mong cho người khác như vậy, mong cho bậc thầy tổ chúng tôi được hiền thiện, được an vui, hạnh phúc, thoát khỏi mọi khổ ách, vân vân vân. Thì mình tìm cái câu nào đó mình đọc, mình lấy làm cái giống như là đối tượng để mình đọc lên, mình luyện cho cái tâm từ mình. Đó là cái bậc thứ hai là bậc đa văn khả kính, bậc thứ ba là bậc thầy của mình. Mình lấy bậc thầy mình làm. Khi mình có những cái đối tượng đó, mình tu tới tu lui, mình luyện thời gian được đều đặn, được phát triển tốt đẹp đó. Rồi đi thêm một bước nữa là tới bạn, tức là những người bạn của mình mà mình yêu mến, những người bạn thân, bạn yêu mến, bạn mà đồng cam cộng khổ, nhưng mà phải cùng phái nha, khác phái là không được. Cái này là cái quy luật ha, về cái tâm chúng sanh mình đồng phái được ha, chứ khác phái không thể nào làm được. Khác phái mình tụng lát là mình dính chấu luôn ha. Không lấy khác phái làm được, chỉ có người bạn yêu mến thôi, bạn thân của cùng phái mình mới tập được đó.
Rồi khi mình tập như vậy rồi phát triển được rồi nó tới là BD thì lấy BD làm đối tượng, thấy là cùng phái BD, BD nam, BD nam, BD nữ, BD nữ. Nhưng mà nói chuyện BD thì không thể tu thiền được, có cái đó là không có tu thiền được. BD là thuộc hạng người, cái là người lạc vô nhân này, không có dính vô lạc vô nhân này, tục sinh là người lạc vô nhân này. Tâm quả quan sát thọ xả quả thiện vô nhân đó, tục là kêu là người lạc vô nhân đó. À, những người đó không có tu thiền được, cũng không có tập, tâm yếu, mấy người đó tâm yếu. Rồi tới người dưỡng dưng, tức là xem như người bạn mình, tức là người ngoài đường, người nào đó mình thấy người là người nào ngang qua đường, bạn bè hoặc là mình chỉ quen nhưng mà mình không có thân thuộc, à, thì mình lấy đó làm đối tượng. Khi mình phát triển được cái những cái trên đó, rồi tới khi người dân bên ngoài mình tác ý, mình xem như người mình yêu mến, à, giống như bạn thân của mình, à, mình tác ý như vậy rồi là mình mới nguyện cho người đó luôn được an vui hạnh phúc, đừng có khổ cái đó. À, thì từ từ phát triển lên tới người dân xem như người bạn, rồi tới cao lên nữa mình qua được đó, mình lên tới người thù, à, lên tới người thù mà mình xem như không thù. À, đây là vấn đề khó, à, cho nên cái này này giúp chúng ta sẽ bàn luận sao về cái mục người thù sao không. À, rồi cái trong những cái đối tượng này đó mà mình muốn là mình cần phải tu tập, mình phải hành liên tục, khiến là để cho khiến cho cái tâm của mình nó mềm mại nhu nhuyễn dễ, à, cho tất cả mọi trường hợp đó, mình vượt qua được hết, rồi mình bước từng bước từng bước từ chính mình rồi lên tới bậc đa văn, rồi tới bậc thầy, rồi tới, à, người bạn yêu mến, rồi tới những dân người thù vân vân, mình đi từ từ, từ từ lên hết được đó. À, thì mình qua những cái vậy mình khéo léo mình sử dụng tâm mình, à, cho nó qua được những cái trường hợp đó. Mỗi lần tập từng đối tượng như này, mình đặt ý đúng pháp, mình khéo léo mình sử dụng tâm mình cho nó được nhu nhuyễn dễ sử dụng, để mình, à, thành tựu được từng bước, à, từng giai đoạn một. Thì khi mình hiểu được cái phương cách này á, thì mình mới có một cái đường lối để mà mình tu tập. Còn giờ ví dụ kêu rải là từ biết rải gì, xuống như, à, nguyện cho tôi luôn được ăn vui hạnh phúc, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, cái đó là mình tụng, đó là mình tụng kinh tâm từ, cái là mình rải tâm từ. À, cũng giống như mình lấy cái bài kinh mình đọc vậy, thì giống như mà người 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 bếp nấu ăn đi, à, lấy ra cái mà phương pháp chỉ dẫn về nấu ăn thì nó đọc, đọc cái đó học hoài, đọc tới vô đó luôn thì đọc cho tới hết đời luôn, cũng không có ra tô phở. Phải làm thiệt mới có tô phở, nhưng mà đọc hoài đâu có. Tâm từ cũng vậy thôi, mình ngồi mình đọc ra kinh hoài, đọc hoài vậy à, chứ nó không có ra được. Nên phải có phương pháp, là phải có đối tượng, là phải có biết cách khéo léo tác ý để cho cái tâm từ nó sanh. Đó là cái bước đầu, là chúng ta phải đi qua những cái giai đoạn như vậy ha. Đó. Đó, thì giờ để tô phở trước mặt đâu có ăn được đâu, giờ mình cứ đọc chữ phở phở rồi bây giờ tới cái vấn đề kẻ thù, cái này quan trọng không? Thì mình ghi cái chữ chính là về kẻ thù hai chấm, về kẻ thù hai chấm dòng đánh cái quan thị là dòng quan tâm, quan tâm quan tâm. Tức là sao, tức là khi mà mình tập tới cái đối tượng là kẻ thù đó, cái gì thì khi mình niệm tới là mình lấy cái đối tượng đó, khi mình lấy cái đối tượng đó mình niệm về tâm từ, mình niệm nó nổi tâm sân lên, à, nhớ tới người đó là cái tâm sân mình tự động automatic nó phừng phừng lên liền không, nó nổi tâm sân lên, nó khùng lên. Thì khi nó nổi tâm sân lên như vậy đó thì chúng ta phải có pháp đối trị, tức là phải dùng phương pháp về thiền quán, quán về quán tâm, tức là chúng ta phải quán cái tâm đó, nhìn cái tâm đó để mà mình xua tan đi cái tâm sân đó đi, à, mình làm cho cái tâm sân nó bị mất đi đi, à, thì như vậy mình mới có thể tu tập được, mới tiếp tục để mà dùng đối tượng và kẻ thù để mình quan sát được. Còn nếu mà nó cứ lặp đi lại, mình phải quán cho đến khi nào mà nó mất, à, rồi mình mới quay lại cái hướng tâm từ đến cái người thù đó. À, bây giờ hiểu không? Tức là nắm được cái vấn đề ha. Tức là trước tiên muốn tu tập về đối tượng kẻ thù là mình phải, là khi nó nổi tâm sân là mình phải có phương pháp quán tâm, là tâm nhìn tâm, là mình nhìn vào tâm sân đó, sân sân lên cái trạng thái nó sân lên là mình nhìn vô liền. Rồi đó là cái thứ nhất là quán tâm.
Rồi xuống dòng cái đánh qua thị rồi dòng tìm ưu điểm, tìm ưu điểm. Tìm ưu điểm à, tức là bây giờ khi mà mình quán kẻ thù mà cái tâm sân nó nổi lên, mình quán cái tâm đó, đó. Mình quán mình vừa mình quán chút xíu nó nổi lõi lại, nó sanh lên lại, nó cứ action, nó cứ hoạt động lại hoài vậy ha. Thì bây giờ mình phải tìm cách khác, tức là giờ mình tìm cái ưu điểm của người đó à, tức là nếu mình không xóa nổi tâm sân với cái kẻ thù đó thì mình tìm phải ưu điểm người đó à, tìm bằng cách nào thì mình tìm trong ba cái vấn đề, ba vấn đề là trong thân hành, khẩu hành và ý hành à, tìm ưu điểm người đó qua thân hành, khẩu hành, ý hành. Có thể ghi ra cái này cũng hay lắm, rất là tuyệt vời trong này ha. Tìm ưu điểm qua thân hành, khẩu hành, ý hành. Thân hành, khẩu hành, ý hành. Rồi về trong ba cái vấn đề này đó, kính thưa quý vị, mình tìm ra cái nào tốt à, ví dụ như người đó có thân hành tốt à, người đó có cái sự làm về thân tốt à, nhưng mà cái khẩu và cái ý họ không tốt à, ý khẩu không tốt thì mình bỏ qua hai cái điều không tốt đó mà mình lấy cái điều mà tốt của họ đó à, mình làm đối tượng để mà mình suy nghĩ về cái đó, rồi mình lấy cái đó mình làm đối tượng mình tụ tập à, tức là người đó có thân hành tốt mặc dù cái khẩu hành họ nói tà bậy tà bạ hoặc là ý hành họ có những cái sự tư duy không tốt à, thì giờ mình bỏ qua mấy cái đó đi à, mình lấy cái thân hành họ tốt à, thì mình lấy nó làm cái vấn đề để mình tác ý à, để mình tu tập à, còn nếu mà người đó có thân hành xấu, khẩu hành tốt mà ý hành xấu thì mình lấy cái khẩu hành à, lấy người đó có cái khẩu hành là tốt bỏ hai kia à, thì mình chọn cái nào tốt của người đó là mình lấy, hoặc là người đó có thân hành xấu, khẩu hành xấu, ý hành tốt thì mình lấy cái ý hành à, mình lấy cái ý hành tốt để mình tu tập. Đúng rồi, mình lấy cái điều tốt của họ để mình mượn cái đó, mình suy nghĩ về cái đó, cái gì tốt người ta, ồ người này cũng tốt đẹp này kia nọ, thì mình lấy cái đó mặc dù mình thù nó nhưng mà nó có những cái tốt của nó ha. Mình lấy cái đó là mình tác ý khéo, mình vô đi xô mắt nó sẽ khá cho đó à, mình tác ý khéo để mình lấy đối tượng kẻ thù mình trở thành cái người tốt à, mình tu tập. Rồi đó là cái vấn đề mà nó liên hệ tới thân, khẩu hành, vĩ hành, cái tốt hay cái xấu, cái tốt hay cái xấu ha, cái tốt hay cái xấu à, đó là như vậy. Rồi bây giờ trường hợp mà cả ba đều xấu thì sao à, đây là cái vấn đề mà cái kẻ thù của mình nhiều khi nó là cái thằng ác, thân cũng ác, khẩu cũng ác, ý cũng ác, ba cái trường hợp nó đều ác hết, thì bây giờ mình phải tác ý như thế nào thì này là rất là khó, bởi vì đối với kẻ thù tu rất là khó, mình phải có một cái bản lãnh dữ lắm à, khi họ có thân khẩu ý đều là ác hết đó, thì mình nghĩ đến cái gì, mình nghĩ đến cái sự đau khổ, cái cảnh giới đau khổ mà họ sắp sanh vô đó quý vị à, mình tác ý đến họ sẽ bị do thân khẩu ý ác này họ sẽ sanh vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ à, họ sẽ bị rơi vào trong những cái sự đau khổ như vậy, mình bắt đầu khởi lòng thương cảm với họ à, từ đó tâm từ nó phát sanh thì cái sự tức giận của mình biến mất, mình sẽ không còn thù họ nữa, và do mình khéo tác ý như vậy đó, à, thì cái lòng từ của mình phát sanh đối với kẻ thù nó sẽ được dễ dàng hơn à, chứ không 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 mình không có tác ý khéo à, thì khó lắm, mình rất là khó. Mà đây là vấn đề mình nói là mình phải có lòng từ rồi, tức là mình đã có tu tập những cái bước trên khá tốt rồi, thì mình tới vấn đề kẻ thù là mình có thể làm được, còn không là rất là khó à, đó là cái vấn đề như vậy. Mà bây giờ trường hợp mà nếu mà bây giờ mình quán xét luôn cả ba thân khẩu ý luôn, mà mình tác ý như vậy đó đầy đủ sự khéo đó, nhưng mà vẫn tâm sân vẫn sanh, cái này thù nó dài quá rồi à, giống như phim tàu thù này biết 10 năm là trả thù 10 năm chưa muộn thù này thù dai dẳng, nhất là thù về tình à, bị mấy cô nào đẹp đẹp bị anh nào đó anh thương rồi anh đá đít cái bóp, cái thù này 10 năm quyết trả cái này khó là tâm từ lắm đó là vấn đề mà chúng ta thấy rằng cái người thù rất là khó tu tập à, ngay cả mình quán xét về thân khẩu ý mà mình tác ý đủ kiểu đủ cách mà vẫn bị tâm sân sân khởi, thì giờ cái chiều nữa là cái chiều cuối là mình tự quán xét mình, khi mình xuống dòng mình ghi là tự quán xét.
tự quán sát à, tức là mình quán tùm lum nó không được ha, bây giờ mình phải quán sát lại. À, nếu mà mình mà vẫn tức giận vậy đó, mình vẫn quán sát về đối tượng kẻ thù mà mình vẫn tức vậy, vẫn còn bị khởi tâm sân mà thù hằn như vậy, thì mình phải nói rằng mình là thằng quá ngu à, mình là đứa quá ngu à, mình ngu quá mà sao mình lại lấy cái sự mà hận thù này để mà mình làm cái sự đau khổ cho chính mình, gây nên cái sự mà khổ sở cho mình, để mà phá tan đi cái tâm tốt đẹp của mình à, cho nên mình phải tác ý là mình quá ngu à, mình quá ngu tại vì mình ngu mới có cái sự hận thù như vậy à, và do khi mình nghĩ quá ngu như vậy à, thì mình sẽ tâm mình nó cũng sẽ dịu lại à, thì mình đâu có ai muốn mình ngu không, thì mình nói mình ngu quá thì mình tự động mình phải thay đổi tư duy, mình sẽ nhìn kẻ thù mình mắt khác à, thôi ta cũng ngu vậy, ta giận mày hoài ha, ta thù mày hoài cũng chả làm được gì mà nó hại cho cái tâm của ta à, tâm của ta bị thiêu đốt, tâm bị phiền não, tâm bị khổ sở và con đường đưa tới cảnh khổ à, cho nên phải tự quán sát mình à, rõ ràng như vậy à, và cái vấn đề mà tự quán sát. Và còn một cái chiêu nữa là khi mà tới cái chiêu này, cái chiêu chót này mà không được thì chúng ta phải sử dụng tới tuyệt chiêu, tức là cửu âm chân kinh, phải dùng tới cái tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu là quán xét về nghiệp lực à, quán xét về nghiệp lực. Tới đập chiêu là quán xét về nghiệp lực, tức là bắt đầu mình suy xét về cái nghiệp lực của nó, cái lực của nghiệp mà nếu mà mình sân hận như vậy đó, nghiệp đó, nó sẽ đi theo mình là sở hữu chủ của cái nghiệp, mình là kẻ thừa tự của nghiệp à, nghiệp chính là cái mà nó đeo, nó đi theo mình như bóng với hình à, cho nên nếu mình cứ sân hận với kẻ thù, mình nuôi cái sự hận thù đó đó à, thì những cái nghiệp lực này nó sẽ đi theo mình hết kiếp này tới kiếp khác, hết các đeo dai dẳng à, dẫn làm cho mình phải bị đau khổ, chẳng những đau khổ kiếp này mà nó còn đi dài 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 nhiều đời nhiều kiếp sau, mà cứ gặp lại người đó hoài đấy. Mà thù ghét mà lại lại gặp nó khổ vậy, vậy nó ấn tượng nó lâu á, đừng đau đầu mình hình ảnh gì đó à, càng thù nó càng gặp nha. Bởi vậy nhiều khi ta nói vợ chồng người ta cũng nhiều khi cũng là quan trái ba đời nè, theo nhau báo đó, thì mình quán xét nghiệp lực. À, đó là cái chiêu này nữa mà không được nữa thôi thì thôi dẹp ví dụ đi qua à, dẹp cái thù qua đừng tu nữa à, tu lại những cái pháp trên à, những người thân người thương mình lại tu, tại vì công lực mình chưa đủ để mình giết được cái tâm mà sân hận, cái tâm thù của mình à, là mình dẹp qua. Đó là những cái phương pháp mà tuần tự để mà chúng ta học để biết cách để mình phát triển tâm từ à, vì coi để mình lấy giống như có một cái như vậy rồi, mà muốn được thật sự cái tâm từ này, cái gì nếu mà thật sự đúng cái tâm từ á, là chúng ta phải biết là nếu mà mình tu bình thường á, mình bình thường mình tu, mình không phải là người thiền sư á, mình không phải là đắc thiền á, thì chúng ta chưa thể gọi là tâm từ được à, mình chỉ là niệm thôi, mình chỉ tập cho nó phát triển về những cái đối tượng cho cái tâm mình nó bớt đi thôi, nó dịu nhẹ, nó mát mẻ bớt thôi. Nhưng mà thật sự muốn mà chứng đắc được tâm từ thật sự đó, trước tiên chúng ta phải đắc tứ thiền. Đây là chú giải nói như vậy, chúng ta nói nha, đắc tứ thiền về hơi thở hoặc là ca si ná trắng à, đắc tứ thiền về hơi thở hoặc ca si ná trắng à, là mới bắt đầu tu qua tâm từ được. Rất là khó chứ không phải mà mình, bởi vì quý vị thấy bây giờ nếu mình lấy đối tượng như người này người kia người nọ thì nó tùm lum, mới làm sao mình tu sao đắc thiền được, nó rất là khó, đối tượng nó khó mà để chúng ta đắc thiền được. Cho nên muốn đắc thiền về tâm từ, chúng ta phải đắc thiền hơi thở và đắc tới tứ thiền à, hoặc là đề mục ca si ná mà màu trắng à, mới lấy làm là lấy cái đó để được à, cho nên một người muốn tu tập tâm từ để đắc thiền được là phải đi tới giai đoạn này, là phải luyện những cái kia trước cho đắc tứ thiền trước đã. Rồi tại vì cái tứ thiền là nó lên tới, nó vượt qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. À, nó qua những cái giai đoạn đó nó thanh lọc tâm mình, và tâm mình trở nên rất là tốt đẹp, rất là trong sáng à, và khi trong sáng đó thì chúng ta phải nhập vô tứ thiền đó, những vị đó tâm nhập vô tứ thiền à, và lấy cái đề mục chẳng hạn như lấy đề mục ca si ná hoặc đề mục hơi thở này, người ta đắc vô tứ thiền rồi ta xả thiền ra, ta lấy cái ánh sáng của cái tứ thiền đó, giống như người vừa đắc thiền nhau nhập thiền xong mà xả thiền ra thì cái người đó tâm rất là trong sáng.
À, đặc biệt là cái chỗ đó thì người đó lấy cái ánh sáng của cái tứ thiền cái đó, à, người đó mới tu tập. Bởi vì cái đó mới là cái mà thanh tịnh, cái trong sáng, cái là tốt đẹp, nó dễ uốn nắn, dễ sử dụng, nó thuần tịnh, nó tỏa sáng được. Và những cái đó là những cái điều kiện mà rất là tuyệt vời cho chúng ta phát triển cái tâm từ. À, cho nên đó là cái vấn đề mà muốn thành tựu được cái tâm từ, chúng ta phải vượt qua những cái giai đoạn rất là khó khăn này. Okay, thì cái này lên tới mức cao thì mình học nên biết thôi. À, còn cái game mình tập bình thường thì mình cũng có được phát triển được, nhưng mà nó chỉ phát triển trong cái hạn chế của người bình thường thôi. Tốt giúp cho tâm mình có thiện pháp. À, chứ còn muốn lên tới tứ thiền là muốn đắc được thật sự vô sơ thiền mà về tâm từ, sơ thiền nhị thiền, đó là phải đắc tứ thiền này trước rồi mới nhập xuất ra, mới lấy cái ánh sáng để mà tu. À, đó là như vậy. Rồi khi mà là lấy được cái tứ thiền rồi ha, rồi bắt đầu chúng ta mới lấy nguyên cái câu văn. À, chúng ta có thể ghi nguyên câu này ha, để chúng ta copy cái câu này nha. Rồi thấy không quý vị? Alo. À, được ha, ok, good. Rồi ha, rồi cái câu này, giờ đọc cái câu này ha. An trú biến mãn, một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Trên, dưới, bốn bên, cùng khắp thế giới, bình đẳng. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, chan chứa cao cả vô biên, không hận không não. À, là cái câu mà người mà đi vào cái thiền định là phải qua cái vấn đề đó ha. Thì thứ nhất là giờ an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, giờ mình lôi cái chữ an trú xuống ha. An trú, an trú hai chấm, làm phát sinh một chỗ trú dành cho các phạm trú. À, tức là dành cho những cái vấn đề tu tập về tứ niệm xứ, tứ vô lượng tâm này đó. An trú là làm phát sinh một chỗ trú dành cho các phạm trú. À, tức là cái ý nghĩa của chữ phạm trú, an trú là như vậy, tức là làm cho có một cái chỗ trú, à, một cái đối tượng, một cái gì đó dành cho những bậc mà tu về tứ vô lượng tâm này, an trú. Rồi biến mãn, à, an trú là ta giữ biến mãn, tức là chạm đến làm thành đối tượng của vị ấy. Biến mãn là chạm đến làm thành đối tượng của vị ấy. Đó là biến mãn. Rồi một phương là bất cứ hướng nào, bất cứ hướng nào, trong đó hành giả trông thấy một chúng sanh đầu tiên. À, bất cứ hướng nào ha, mà trong đó hành giả trông thấy một chúng sanh đầu tiên, và tâm từ lan khắp đến những chúng sanh gồm trong phương ấy, và tâm từ lan khắp đến những chúng sinh gồm trong phương ấy. Đó, tức là một phương, tức là bất cứ phương nào ha, mà khi mình lấy cái phương đó, mà lấy cái chúng sanh đầu tiên, cái tâm từ mình lan ra khắp chúng sanh đó ha, thì đó là nói ý nghĩa của một phương. Rồi đúng rồi, xa thấu ha. Rồi với tâm câu hữu với từ, với tâm câu hữu là hay, có nghĩa là tâm có từ, là tâm mình có lòng từ, tâm mình có từ, và với tâm câu hữu với từ, từ tâm câu hữu với cái lòng từ. Rồi bốn bên, à, bốn bên thì chữ bốn bên nghĩa là những cái phương mà trung gian,
à, những cái phương hướng trung gian á. Ví dụ như đông đông ta đông 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 nam rồi tây tây nam ở chính giữa đó thì nó là bốn bên nữa, tức là thành ra là tám hướng, là những cái phương trung gian. À, mình có thể lấy từ cái lấy những cái phương hướng đó mình rải tâm từ qua lại rải khắp mọi hướng nha, cho đến khi nào một sự gieo tâm từ này nó phát sinh một cách rõ rệt, phát triển một cách rõ rệt thì mình gọi là bốn bên. Đúng rồi, được chưa? À, đúng rồi, xa thấu ha. À, những phương trung gian chính giữa thì đông là tây thì chính giữa đông tây là tây nam hay là gì đó, là đông nam đông tây gì đó, chính giữa xem vô đó là dưới chính giữa đó. À, rồi cùng khắp thế giới, cùng khắp thế giới hai chấm là chỉ sự biến mãn tâm, chỉ sự biến mãn tâm từ không giới hạn. Cùng khắp thế giới là chỉ sự biến mãn tâm từ không giới hạn. À, tức là cùng khắp mà đi cùng khắp thế giới luôn, cái tâm từ mình nó có thể rải không còn giới hạn nữa. Rồi bình đẳng hai chấm là đối với tất cả hạng hạ trung thượng bạn kẻ thù vân vân vân, cũng như chính bản thân thì gọi là bình đẳng. Là đối với tất cả hạ trung thượng bạn thù dân vân vân, hoặc là bản thân. À, thì bình đẳng với tất cả mọi thứ mọi loại, tâm mình vẫn là có thể rải tâm từ một cách là tốt đẹp, là thấm nhuần với tâm từ không đối với tất cả. À, là như vậy. Rồi sau cái vấn đề này ta lặp lại cái câu nữa là biến mãn với tâm câu hữu với từ. À, tức là cái ý này là muốn lặp lại thì nhấn mạnh cái tâm mình an trú câu hữu với từ là biến mãn khắp mọi nơi lại ha. Rồi cái sự chan chứa, chan chứa có nghĩa là tràn trề. À, chan chứa thì tràn trề trong sự biến mãn, chan chứa là tràn trề trong sự biến mãn. À, chan chứa rồi cao cả, chan chứa xong rồi cao cả, tức là chỉ về cái bình diện từ dục giới mà biến mãn tâm từ lên đến sắc giới. À, từ dục giới lên đến sắc giới luôn là cao cả, là chỉ về bình diện từ dục giới biến mãn tâm từ lên đến sắc giới. Rồi, đó là ý nghĩa chữ cao cả. Rồi, vô biên, vô biên là do sự quen thuộc trong việc biến mãn, do sự quen thuộc trong việc biến mãn. Vô biên là do sự quen thuộc trong việc biến mãn, lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng, lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng. Rồi đúng rồi, là vô biên. Rồi không hận, à, là chữ không hận tức là từ bỏ ác tâm và sân hận, không còn trạng thái nặng nề sân hận của tâm, gọi là không hận. Từ do từ bỏ ác tâm và sân hận, do từ bỏ ác tâm và sân hận, không còn trạng thái nặng nề sân hận của tâm. Rồi không não, không hận là không não,
Không não là do từ bỏ buồn phiền đau khổ thì được gọi là không não. Không não. À, thì như vậy trong những cái ý nghĩa của cái câu nãy chúng ta đọc đó, thì nó nói lên cái sự mà an trú tâm vào trong cái tâm từ, nó vùng thấp tới bình đẳng trang chứa cao cả vô biên không hận không não vân vân. Thì để diễn tả chúng thấy một người đắc cái tâm từ nó đạt tới một cái mức độ rất là tuyệt vời, rất là như vậy. À, quý vị nắm được không? Alo, có gì khó hiểu không? Alo. À, rồi tiếp theo được không? Ok. Rồi tiếp theo, từ tâm giải thoát được tu tập biến mãn không giới hạn. Từ tâm giải thoát được tu tập biến mãn không giới hạn. Từ tâm giải thoát được tu tập biến mãn không giới hạn. Bằng năm cách xuống dòng ha, bằng năm cách hai chấm. À, cái từ tâm giải thoát mà muốn được tu tập biến mãn không giới hạn phải có năm cách, bằng năm cách. Một, mong rằng tất cả hữu tình, mong rằng tất cả hữu tình thoát khỏi hận thù ưu não và sống hạnh phúc. Mong rằng tất cả hữu tình thoát khỏi hận thù ưu não và sống hạnh phúc. Đó là cách thứ nhất. Mong rằng tất cả hữu tình thoát khỏi hận thù ưu não và sống hạnh phúc. À, cách thứ nhất. Cách thứ hai, mong rằng tất cả loài có hơi thở, mong rằng tất cả loài có hơi thở chấm 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 chấm, cũng giống như trên vậy ha, mong rằng tất cả loài có hơi thở chấm 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 chấm. Từ từ ha. Okay. Mong rằng tất cả loài có hơi thở. Hơi thở mình chấm chấm rồi khỏi ghi tiếp gì cho mất công ha. Nó giống như cái câu trên ha. Đó là cái số 2. Cái số 3. Tất cả sinh vật. Chấm 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 vậy luôn ha. Thì mình chấm chấm là giống trên. Biết rồi. Cách 1, cách 2, cách 3. Thì cách 3 là tất cả sinh vật. Chấm chấm chấm. Bó tài luôn, bó tài lắm luôn. Rồi, số 4. Tất cả mọi người, tất cả mọi người, được chưa? Thứ năm, tất cả những gì có một nhân cách, tất cả những gì có một nhân cách chấm chấm chấm. Đó là lưu tập từ tâm giải thoát bằng năm cách. Thứ nhất là mình còn tác ý, mình mong cho tất cả hữu tình, những loài nào có tình đó là từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mình mong tất cả mọi hữu tình là thoát khỏi những cái sự hận thù ưu não và luôn được sống hạnh phúc, luôn được có đời sống tốt đẹp. À, thì đó là cái thứ nhất, mình mong chung cho tất cả nguyên từ từ thấp nhất cho lên tới cao nhất là hữu tình. À, hoặc là mình mong rằng cho tất cả những loài có thở, tức là có hơi thở, loài nào có hơi thở đó là mình nghĩ tác ý vậy, là như vậy mong rằng cho tất cả những loài có thở, hoặc là mong rằng cho tất cả những cái sinh vật,
Nhưng mặc dù nhỏ bé cỡ nào đó, kiến gián này là sâu bọ này, mong tất cả sinh vật luôn được sự an vui hạnh phúc, không có khổ ha. Rồi tới tất cả mọi người, là lúc này mình nói chung là không có phân biệt nam nữ, tất cả mọi người luôn, trai gái già trẻ lớn bé, tất cả mọi người, hoặc là tất cả những gì có một cái nhân cách, tức là có một cái phẩm chất của một con người, dù cho nhỏ cái nào nữa, hoặc là lớn cái nào nữa, hoặc là những vị chư thiên đại phạm thiên có một cái được gọi là nhân cách đó, thì được gọi là mong cho tất cả những vị đó mình nguyện. Đó là nguyện mình nói vậy đó, mình nói mình chuẩn bị sẵn cái câu đó ha, là tất cả những loài hữu tình là thoát khỏi hận thù khổ não và sống hạnh phúc đó, mình ghi ra, hoặc là mình ghi cái câu thì mình thấy mình coi trong kinh mình thích cái câu nào mình thấy mình hợp nhất mình ghi ra mình luyện đó. Rồi đó là năm cách, rồi xuống dòng ha, tu tập từ tâm giải thoát được tu tập với sự biến mãn có từng bộ loại, từ tâm giải thoát được tu tập với sự biến mãn có từng bộ loại. Từ tâm giải thoát được tu tập với sự biến mãn có từng bộ loại bằng bảy cách, bằng bảy cách. Đọc tới đây thấy một tu tâm từ là cái bộ chấm C quá khó mà, nhưng mà không có là cũng dễ, không có gì đó. Như kêu Kim Dung như đắc tứ thiền rồi sao cái nhập thiền xuất thiền ra cái luyện thôi chứ có gì đâu khó. Châu Nguyên Trang cũng như nhập tứ thiền xong ra làm liền có liền việc nhỏ. Chưa, từ tâm giải thoát tu tập biết mạng có bảy loại đấy chưa, có bảy cách ha, bảy cách ha. Sẽ dòng một, mong tất cả nữ nhân, cái này mong tất cả nữ nhân thoát khỏi hận thù u não và sống hạnh phúc. Mong tất cả nữ nhân thoát khỏi hận thù u não và sống hạnh phúc, là mình tu tập tâm từ với nguyên bộ luôn, nguyên nhóm, nguyên bộ loại luôn, tức là mong tất cả nữ nhân chứ không phải một người, mong tất cả nữ nhân thoát khỏi hận thù u não và sống hạnh phúc. Nhưng mà nên nhớ là phải đắc thiền xong mới tu qua vụ này được nha, chứ chưa đắc thiền mà quán quán lát là đi luôn á. Đắc tứ thiền xong rồi mới nhập sức được những lời tiêu tùng. Rồi số 2 là mong tất cả nam nhân, cũng vậy là người nữ muốn tu tập tâm từ mà mong cho tất cả nam nhân chấm chấm giống như trên ha, nam nhân thì đừng lấy người, đừng lấy một người nam, lấy nam nguyên góp luôn, mong tất cả nam nhân chấm chấm ha. Đó. Phải đắc thiền nha, chứ đắc thiền mà mong tất cả nam nhân cái là xong luôn, cái sách đồ đi cuốn thì theo ta luôn cái chết nữa, cái là cái đồ báo à. Báo đời. Rồi tới số 3, tất cả bậc thánh, cái này thì khỏe ha, mong tất cả bậc thánh, là những bậc thánh mình phải ra mình thấy mượn mọi đối tượng là bậc thánh thì quá đã, tất cả bậc thánh, mong tất cả bậc thánh rồi số 4 là mong tất cả bậc phi thánh, là còn phàm á, bậc phi thánh tu tập nhưng mà vẫn còn phàm á thì được gọi là phi thánh. Rồi, số 5 là mong tất cả chư thiên. Thì mình hồi hướng mình rải tâm từ nó chư thiên, thương tưởng đến chư thiên thì chư thiên sẽ hằng tương tưởng lại chúng ta, cho nên là mong tất cả chư thiên luôn được thoát khỏi hận thù u não sống trong hạnh phúc an vui, mong tất cả chư thiên.
Rồi số 6, mong tất cả loài người. Mong tất cả loài người. Số 7 là mong tất cả chúng sanh ở những đọa xứ. Mong tất cả chúng sanh ở những đọa xứ. Đó, tức là 7 cái cách để mà tu tập tâm từ viên mãn với từng bộ loại, từng nhóm nha. Rồi dòng từ tâm giải thoát được tu tập viên mãn theo từng phương hướng. Từ tâm giải thoát được tu tập viên mãn theo từng phương hướng. Có 10 cách. Một, mong rằng tất cả chúng sanh ở phương Đông chấm 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 nha, cũng giống như trên, mong rằng tất cả chúng sanh ở phương Đông chấm 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 chấm, tức là thoát khỏi hận thù ưu não, sống hạnh phúc, như là thoát khỏi hận thù. Thứ hai là phương Tây, phương Đông ha, là phương Tây. Thứ ba là phương Bắc. Thứ bốn là phương Nam. Đông Tây Bắc Nam hay Nam Bắc thì cũng được ha. Đông Tây Nam Bắc. 1, 2, 3, 4. 4 Đông Tây Nam Bắc. 4 phương đó, Đông Tây Nam Bắc. Rồi 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 là chính giữa. À, tức là trung gian á, là phương trung gian về Đông, phương trung gian về Tây, phương trung gian về Nam, phương trung gian về Bắc, nghe vậy dễ định, dễ tìm chỗ. Tám hướng, bốn phương tám hướng, phương tám hướng. Nam, Đông, Tây, Nam, Bắc, trung gian là chính giữa đó. Đông Nam là Tây Nam, là Đông Bắc, Tây Bắc gì đó, cũng ghi sao ghi ha. Rồi phương dưới, số 9 là phương dưới. Thứ 10 là phương trên, à, tức là 8 phương 10 hướng, trên dưới tính luôn ha. Rồi ghi tắt nữa, ghi tắt là mình hiểu là 8 phương 10 hướng rồi ha. Nguyễn kỹ quá, ghi hết luôn à. Ghi hết luôn. Lại đi còn khúc nữa là hết rồi đó, sắp hết giờ rồi đó. Nay học lố thêm chút nữa nha. Rồi xong cái bài này đi, bài này là rất là đặc biệt, chúng tôi nghiên cứu giữ kỹ lắm mới gửi đến quý vị. Cái này là phước báo vô lượng, mình có được cái tài liệu là rất là quý báo ha. Được chưa? Rồi xong cái đó chưa? Ta 8 phương 10 hướng rồi ha. Làm sao vậy ta? Rồi, ok. Trên dưới nữa là xong rồi. Xong về mà trên dưới. Rồi, rồi tiếp theo là theo người và phương hướng. Tức là nãy mình phương hướng ra, bây giờ mình theo người và phương hướng. Theo người và phương hướng. Có 11. Người phương hướng có 11. Một, mong rằng tất cả những vật có thở phương Đông chấm 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 chấm, tức là 10 hướng phương Đông chấm 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 ở mặt 10 hướng đi. Mong rằng tất cả những vật có thở Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới, giữa này kia là 10 hướng, ở mặt 10 hướng.
mong rằng tất cả có thở phương Đông. Chưa lâu thế. Rồi số 2 là cũng mong rằng tất cả sinh vật à, mong rằng tất cả sinh vật phương Đông chấm 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 chấm, nãy là vật có thở thì phải sinh vật chấm chấm chấm, giống như tên thì thôi, viết tắt dữ là sinh vật không là tất cả sinh vật, vậy nó cho gọn đi, tất cả sinh vật là mình hiểu là giống như câu số 1 không? Ẩn dụ là biết rồi. Sinh vật, sinh vật rồi có thở, ghê nó cũng có thở vậy, con nhỏ 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 nó cũng có thở. Con cá nó có thở không quý vị, cá nhỏ cá dưới sông nó thở thở chứ không thở, cái cá mẹ kia có chứ có thở. Rồi tới mong là tất cả người đấy, sinh vật thì tất cả người và số 3 mong là tất cả người. Đó, rồi số 4 mong rằng tất cả những gì có nhân cách à, có nhân cách tức là có cái chất con người á, từ phàm cho lên tới cõi trời này cái lại tới bậc thánh này cái những chung là có nhân cách, mong rằng tất cả những gì có nhân cách chấm 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 chấm. Rồi số 4 ê trật rồi, số 4 mong rằng gì có nhân cách số 4 nha. À, rồi số 5 mong rằng tất cả đàn bà là nữ nha, đàn bà nữ gái mong rằng tất cả đàn bà chấm 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 chấm. Rồi số năm đến là năm các bạn mà chờ nghĩ sao cho người ta chút xíu đi, lại cho người ta đi thư giãn chút đi, mong rằng tất cả đàn bà rồi, phụ nữ rồi con gái rồi bà già xếp vô nhóm nó là quà. Rồi không tới số 6 mong rằng tất cả đàn ông chấm chấm chấm, mong rằng tất cả đàn ông chấm chấm à, những gì có thể sinh vật, cái sinh vật có thở chứ. Sinh vật luôn, nó sinh vật luôn hiểu nè, nhưng mà nhỏ đó, nhưng sinh vật nhỏ 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 từ từ mình lấy từ mình quên mấy cái đó, quên mấy cái loài nhỏ đó. Mong rằng tất cả đàn ông. Thứ 7 là mong rằng tất cả thánh giả. Mong rằng tất cả thánh giả. 1 có chứ, những vật có thở, những sinh vật. Một cái này là nó khác chút xíu. Vật có thở. Rồi cái những sinh vật nhỏ, những vật lớn, những con vật, những con vật. Số 8, số mấy rồi? Số 8, số 7 phải không? Số 8 là phi thánh. Số 7 là thánh, số 8 là phi thánh. Số 8 là phi thánh. Nói chung nó cũng giống những cái phần trên mà nó đem xuống dưới. Phi thánh.
Rồi số 9 là chư thiên. Số 9 là chư thiên. 9 là chư thiên. Rồi là chúng sanh. Một là chúng sanh đọa xứ. 11 là chúng sanh đọa xứ. 11 là những loài đọa xứ đó nha, 11 cái đọa xứ. Chúng sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục đó là đọa xứ. Rồi như vậy là mình có là thêm 11 cách nữa à, theo theo người và phương hướng luôn à, là tất cả những cái phương cách để mà luyện tập tâm từ nó đi theo từng thứ từng tự như vậy ha à, đó là như vậy. Rồi bây giờ mình ghi tổng kết là mình ghi tính theo cách rải tâm từ, tính theo cách rải tâm từ, tính theo cách rải tâm từ. Từ năm cách nãy mình học cái đầu tiên là năm cách ha, năm cách nhân cho bốn thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, năm cách nhân cho bốn thiền thì bằng 20 cách ha, là bằng 20. Năm cách nhân bốn thiền bằng 20. Rồi 7 cách nhân bốn thiền bằng 28. 7 cách nhân 4 thiền bằng 28. Rồi 10 cách nhân 4 thiền bằng 40. Rồi 11 cách nhân 4 thiền nhân cho 10 phương nữa bằng 440. Rồi như vậy giờ mình là có những cái cách vậy ha, cách thiền rải tâm từ nó nhiều cách nhiều loại ha. Rồi giờ sự lợi ích, hay xuống dòng sự lợi ích, sự lợi ích. Một, ngủ an lạc, ngủ được an lạc, ngủ được an lạc. Hai, thức được an lạc. Ba, không ác mộng hoặc mộng lành. Không ác mộng hoặc mộng lành. Bốn, được người yêu mến. Bốn, được người yêu mến. Đó, bốn. Năm, được phi nhân yêu mến. Được phi nhân yêu mến.
sáu được chư thiên hộ trì. Được chư thiên hộ trì. Bảy lửa chất độc khí giới không xâm hại. Lửa độc khí giới không xâm hại. Lửa chất độc khí giới không xâm hại. Tám dễ định tâm. Dễ định tâm. Tám dễ định tâm. Số chín có vẻ mặt khinh an. Có vẻ mặt khinh an. Mười chết không tán loạn. Chết không tán loạn. Mười một tái sanh về phạm thiên giới. Tái sanh về phạm thiên giới. Đó là mười một cái sự lợi ích khi một người tu tập về cái tâm tư này. À, chúng ta thấy là rất là tuyệt vời ha. Khi người ta tu tập về cái thiền tâm từ thì khi mà ngủ á, thì rất là an lạc. Một người tu tập tâm từ khi ta ngủ xuống giống như ta nhập thiền, ngủ xuống nằm xuống cái vô vô thiền tâm từ ngủ an lạc và ngủ là tốt đẹp đó. Rồi thức cũng được an lạc, thì thức dậy tâm là mát mẻ, không có bị mệt mỏi, không có bị khó chịu hay là giật dười giả dười, thức cũng được an lạc. Và khi ngủ nếu có mộng thì cũng mộng những cái điều tốt đẹp, không có bị ác mộng, mộng những cái điều lành, những điều tốt, những cái điều mà thiện. À, thì đó là cái lợi ích của cái thiền về tâm từ. Và thứ tư là được người yêu mến. À, tức là nhất là người nữ mà tu thiền tâm từ ra gặp ai, mấy ông thấy ông nào thấy cũng thương chứ. được người yêu mến. Vì coi chừng nữ đẹp đẹp tu tâm từ cũng nguy hiểm. Ai cũng thương. Được người yêu mến. Rồi số năm được phi nhân. Phi nhân yêu mến, cái này cũng mạnh nữa nha. Từ mà yếu yếu bóng vía gặp phi nhân nó lại ghé nó khiều là cũng mạnh lắm. Được phi nhân yêu mến. Nói ngủ phi nhân tới, phi nhân cực kiều, phi nhân rồi thứ sáu là được chư thiên. À, cái này chư thiên được, chư thiên hộ trì mình ha. Khi mình có chuyện gì là chư thiên hộ trì, à, giúp mình trải qua nạn khỏi, chư thiên hộ trì. À, thứ bảy là những cái chất độc đó, hay là những cái vấn đề cái gì xâm hại thế giới không thể nào mà xâm hại đến mình được, có người có tu tập về thiên tâm từ. À, và thứ tám là dễ tập trung, tức là người này dễ định tâm, dễ tập trung tâm, à, thiền rất là dễ, à, dễ tập trung. Và thứ chín là có cái nét mặt rất là kinh an, nhẹ nhàng, cái mặt lúc nào cũng là tươi mát, thoáng, lúc nhìn là muốn gần hay nhìn là muốn là được thân cận, đó là người có cái nét mặt kinh an. Và chết không tán loạn, cái này rất quan trọng, người mà có tâm từ khi mà chết tâm ta không bị tán loạn như người bình thường. Người bình thường lúc mà giờ phút lâm chung yếu lắm, tâm mình yếu lắm, nó chạy nhảy loạn tùm lum là vì do cái ái dục, do cái sự tham luyến của mình muốn bám víu lại sống, mình không muốn từ bỏ. Mình chỉ cần suy nghĩ, mình dùng trí mình suy xét là mình cũng thấy rồi. Giờ mình đang sống là giờ thì tưởng tượng là mình mất kia, cái tâm mình nó loạn lên chứ huống gì là mình mất hết, mất trắng thì cái tâm mình làm sao nó yên được, tán loạn. Nhưng mà đối với người có tâm từ người khác, tâm đã chết rất là nhẹ nhàng mát mẻ, không có tán loạn. Và khi người này chết tái sanh về phạm thiên giới, à, về làm những vị trời phạm thiên. Nếu mà chưa chứng đắc đạo quả thì phải sanh về những phạm thiên giới như vậy. À, đó là cái 11 cái lợi ích của cái tu tập về thiền tâm từ.
Thì cái trong cái bài kinh Tam Từ chúng ta thấy có cái bài kinh cái đoạn người ta thường hay tụng đó. Sắp ta quê ra hòn tú, sukhita hòn tú, nít đúc kha hòn tú, áp gia bát cha hòn tú, anika hòn tú, đi kha du kha hòn tú, aroga hòn tú, sambatti hisamit chan tú, sukhi atpa năng bà ri haran tú, đúc cấp bát ta cha nít đúc kha pha giáp bát ta cha nít pha gia sô cấp bát ta cha nít sô ca hòn tô sập bê bê bà ni nô nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tam Ma Nam mô Sa Di Đà. Hôm nay của duyên chúng tôi gửi đến quý vị một cái bài pháp, bài học về metta hoặc là tâm từ, rất là đặc biệt. Trong cái bài tâm từ nó có nhiều cái chi pháp rất là đặc biệt, chúng ta lấy đó làm một cái hành trang trên con đường tu học của mình. Và cũng do phước quý báo này, nguyện cho tất cả chúng ta luôn được tâm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chân trí đồng đều nhã thải. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, xin mời MC. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt lớp học thính tri ân thầy kinh. Hôm nay nắm chéo áo thầy mà thầy vô thầy giảng một bài quá là tuyệt vời thưa thầy. Dạ, xin quý vị có thể dâng bông lên cho thầy nha. Hôm nay thầy thức khuya mà dạy cho lớp mình học. Sa thú lành thầy. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời chư vị trong room cùng với Quy Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp bài. Dạ đề hoa ta sanh ti vi hà ra hoa si ni thủ bề kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron tê tha vi hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xả ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gamma cha đề sa ni gamma cha yết sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an đa sam pha hoa san se đa cha ta tha u pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha văn tha tu chỉ răng sa tăng tham mô tham mãn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô Wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san tham mô Sam bê bi tham ma cha ri no vua thân sam ba bồ này ya ma tham ma ri yam ba quê Đệ tê Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tụ nha ta du Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tụ nha ta du Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tụ nha ta du Ý đằng quá tám bề buồn nhằn à sa quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã khóa vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ nhầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày thứ tư, và chúng ta lại cùng nhau học Pháp và ôn Pháp.
Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.